Đội hình ra sân của đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai trong trận đấu ngày Phùng Văn Nhiên: số 21 Bùi Xuân Hiếu, số 22 Đoàn Marcelo, số 23 Trần Đức Dương, số 35 Owen, huấn luyện viên Đăng, số 8 Edison Fonseca, số 9 Đặng Khánh Lâm, số 10 Phan Văn Tài Em, số 11 Đoàn Việt Cường, số 13 Nguyễn Quang Hải, số khi chơi ở Hoàng Gia Lai thì Việt Cường đã có những khoảng thời gian thi đấu ở vị trí tiền vệ, và vừa rồi là một sai lầm rất nguy hiểm của thủ thành Thế Anh, và suýt chút nữa các cầu thủ Nam Sài Gòn đã người sẽ thực hiện quả đá phạt góc này đó là Được Em. Rất nguy hiểm. Trong tình huống vừa rồi Quang Hải đã cắt mặt nhưng anh không thể chạm bóng. Fonseca, Được Em. United và câu lạc bộ Dijon. Rất nguy hiểm, như vậy là tỷ số được mở cho các cầu thủ Nam Sài Gòn. Người ghi bàn là Fonseca. Có thể nói đây là một kết quả tương đối bất ngờ khi mà hiệp 2 của trận đấu này chỉ diễn ra chưa đầy 5 phút. Đội khách Nam Sài Gòn đã có được bàn thắng dẫn trước. Trong hiệp 1 trận đấu này thì thủ thành Thế Anh bên phía Nam Sài Gòn đã mắc sai lầm. Và giờ đây sai lầm đã đến với Tuấn Mạnh, và Tuấn Mạnh đã dành tặng cho các cầu thủ Nam Sài Gòn một bàn thắng. Với một tuyển thủ đã từng khoác áo đội tuyển. Rất nguy hiểm, vào tỷ số được nâng lên 2-0 cho các cầu thủ đội khách Nam Ben Sài Gòn. Đó là tình huống ghi bàn của Ricardo. Chính Ricardo là người đã đem về quả đá phạt cho Nam Ben Sài Gòn, và cũng chính anh là người đã đưa bóng các cầu thủ Nam Ben Sài Gòn tạo ra. Chúng ta cùng xem lại pha trẻ bóng với điểm rời khá tốt của Được Em. Và đó cũng chưa hẳn là một tình huống dứt điểm với ý đồ rõ ràng của Ricardo, nhưng cộng thêm may mắn thì Nam Sài Gòn đã có được bàn thắng. Rất đẹp. Rất tiếc bóng đã đi vào sàn ngang. Đó là pha vuốt bóng của Paulo. Đã có nhiều hơn những pha dứt điểm của các cầu thủ Hoàng Gia Lai về phía khung thành của Thế Anh. Bóng chỉ đi cao hơn một chút so với sàn ngang khung thành của các cầu thủ Nam.